Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chung kết hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chậm trễ trong việc xây dựng cầu Lạc Thiền ở huyện Minh Hóa. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 đã mở ra một kỷ nguyên mở cho cách mạng nước ta, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa. Cách mạng tháng 8 đã nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở cả nước thuộc địa. Năm tháng có thể lùi xa vào chiều sâu lịch sử, nhưng những bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8 đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua ngày 15 tháng 8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chung kết hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đã đến dự. Phát biểu tại chung kết hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn năm 2018, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, trong đó trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 là cải cách thể chế hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính cấp xã Quảng Bình 2018 với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ của Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, đồng thời cũng là dịp để công chức viên chức, người lao động rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác, gắn kết giữa các xã, phường, thị trấn. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018 được tổ chức tại 143 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trải qua cả vòng thi từ cấp huyện, thị xã, thành phố đến vòng thi cùng cấp tỉnh, ban tổ chức hội thi đã lựa chọn được 5 đội thi xuất sắc tham gia vòng chung kết hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn năm 2018. Đến thị xã Quảng Tung, huyện Quảng Trạch, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoan Lão, huyện Bố Trạch, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy. Tham gia vòng chung kết hội thi, mỗi đội trải qua 4 phần thi gồm trao hỏi, tìm hiểu kiến thức, phần thi xử lý tình huống và thông điệp cải cách hành chính. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn năm 2018 là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, hướng tới việc xây dựng nền hành chính công, minh bạch và hiệu quả. Thông qua cái hội thi này thì tôi cảm thấy là rất là bổ ích, nâng cao được cái nhận thức cũng như là giao lưu học hỏi được các đội bạn nhiều cái kinh nghiệm. Trên cơ sở hội thi này, bản thân tôi đã thấm nhuần được cái trách nhiệm của một cán bộ công chức cùng với anh em trong cán bộ công chức xã, để phát huy cái trách nhiệm của một cán bộ công chức trong cái việc là thành nhiệm vụ trong cái việc cải cách hành chính cái giai đoạn 2016-2020.
Kết thúc buổi phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội điện tử xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, giải nhì thuộc về đội xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và đồng giải ba cho các đội xã Quảng Tung, huyện Quảng Trạch, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đội Hưng Thủy từ ngày chiều và đêm thì đều tham gia tập luyện và thay đổi kịch bản về màn chào hỏi, kể cả đào cù và kể cả lời, và cách bố trí dựng sân khấu hóa của là màn tiểu phẩm cũng như màn chào hỏi thì thay đổi hoàn toàn, bởi vì sân khấu ở đây nó lớn hơn ở trên huyện Lệ Thủy, vì vậy chúng tôi phải thay đổi một cách rất là linh hoạt. Và hôm nay khi được đạt giải nhất của chương trình thi cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 thì chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì công sức của chúng tôi đã bỏ ra để tập luyện hôm nay đạt được thành quả như này, chúng tôi rất là hạnh phúc. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Đây là lần thứ hai tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, với mong muốn thông qua hội thi sẽ góp phần để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại các cơ quan nhà nước. Sáng nay ngày 16 tháng 8, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 620 trường học và cơ sở giáo dục với gần 226.000 học sinh, sinh viên. Mạng lưới trường lớp, cả cấp học và trình độ đào tạo cơ bản ổn định, tiếp tục giữ vững và mở rộng theo hướng đa dạng hóa các loại hình. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng phân cấp, tăng quyền chủ động, tạo điều kiện cho các đơn vị. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững, có nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong trào xã hội hóa giáo dục được thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình trong năm học vừa qua, đồng thời yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, kỷ cương, nề nếp và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội. Trong đó tổ chức đánh giá một cách toàn diện, kiểm tra lại chất lượng giáo dục trên địa bàn, nhất là kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vừa qua. Chuẩn bị và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời phối hợp với các địa phương thực hiện quyết liệt cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh trường học ngay từ những ngày đầu của năm học mới, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện nề nếp, kỷ cương trong trường học, giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống cho học sinh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cũng nhấn mạnh, ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình cần tiếp tục ra soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học nhằm tiết kiệm nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện lộ trình giảm biên chế, tăng cường cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, tăng cường quản trị trường học và dân chủ trong nhà trường. Bên cạnh đó, mỗi cấp học, mỗi địa phương trong tỉnh cần xây dựng những điểm sáng về giáo dục làm hình mẫu để nhân rộng trong toàn tỉnh. Dịp này, 11 tập thể được tặng cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác. 14 tập thể, 20 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. 4 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8 tập thể và 24 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2017-2018. Sáng nay, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới,
đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tăng cường. Đến nay, toàn tỉnh có gần 7.760 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đang hoạt động có hiệu quả. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến về đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được củng cố và nhân rộng. Như mô hình tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự ở huyện Quảng Ninh, mô hình năm quản về an ninh trật tự ở huyện Bố Trạch, mô hình năm giúp một ở huyện Lệ Thủy, mô hình xã không có ma túy, cùng bản an toàn, trường xã đảm bảo an toàn ở các địa phương. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng trên 6.300 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng làm rõ trên 750 vụ, truy bắt 165 đối tượng truy nã ra đầu thú. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong việc củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị lực lượng công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò tham mưu, đồng thời xây dựng mô hình phối hợp để giải quyết những vấn đề nóng nổi lên ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của cấp trên, của các bộ ngành để thực hiện, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác, tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều nay ngày 16 tháng 8, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và các ban chỉ đạo về phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2018, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung và hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, phù hợp hơn với từng đối tượng, có trọng tâm trọng điểm. Trong đó nổi bật là đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới về phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai sâu rộng các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tổ chức gần 3.500 hội nghị cho trên 278.000 lượt người, tổ chức 145 cuộc thi với hơn 160.000 lượt người tham gia, in ấn phát hành hàng ngàn tài liệu tuyên truyền cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân, người khuyết tật, người lao động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tích cực ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước nhằm định hướng và tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 120 trên 159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận sâu về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, đồng thời thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm. Để phát huy hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tổ chức các hoạt động ngày pháp luật, triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đa dạng hình thức để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao hơn, chủ trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bởi đây là đội ngũ có vai trò quyết định chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời lồng ghép tuyên truyền với thực hiện các nhiệm vụ khác, khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Cũng trong sáng nay ngày 16 tháng 8, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo nâng cao công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở. Những năm qua, công tác tuyên truyền cổ động đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống cán bộ làm công tác tuyên truyền được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Các hình thức tuyên truyền cổ động đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền chưa rộng khắp, một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa được tiếp nhận đầy đủ thông tin. Thông qua hội thảo này nhằm tập hợp ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan để đánh giá và nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan, áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, từ đó có những giải pháp phát huy hiệu quả công tác cổ động trực quan tại cơ sở. Hôm qua ngày 15 tháng 8, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình về công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018. Tỉnh Quảng Bình hiện có 150 đập, hồ chứa thủy lợi, một hồ thủy điện với tổng dung tích khoảng 560 triệu mét khối, phục vụ tưới trên 55.000 hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phục vụ sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn hồ đập, hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm nay, Quảng Bình đã và đang triển khai các giải pháp, phương án chuẩn bị phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và tính mạng tài sản của người dân vùng hạ du. Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng công trình đập hồ chứa nước, tiến độ các dự án đang thi công trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, cần sớm được sửa chữa, gia cố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thủy lợi quan tâm, ưu tiên hỗ trợ kinh phí để khắc phục sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng nặng đã bị sự cố do bão lũ năm 2016 và 2017 gây ra. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn hồ đập của tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Và lưu ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình theo dõi sát sao tình hình thời tiết, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện những sự cố để sớm xử lý, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống lụt bão cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho các hồ đập và vùng hạ du các hồ chứa nước trong mùa bão lũ năm 2018. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới. Chậm trễ trong việc xây dựng cầu Lạc Thiền ở huyện Minh Hóa. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2018-2019, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1038 ngày 13 tháng 8 năm 2018 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra điều kiện an toàn công trình kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, trở quá số người quy định. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vận động khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh vận động tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với lực lượng chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Nhất là vị trí đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt mất an toàn giao thông trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí đường ngang đường sắt tại địa phương. Huyện đoàn Quảng Ninh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh tổ chức hội thảo tổng kết đề án mô hình nuôi thử nghiệm giống vịt biển.
Mô hình được triển khai thực hiện vào tháng 6 năm 2018. Huyện đoàn Quảng Ninh đã hỗ trợ 600 con vịt giống, 40% thức ăn cho vịt con và 40% thuộc thú y cho hai hộ dân ở thôn Tân Hải và Tân Đình tham gia mô hình. Kết quả, tỷ lệ nuôi sống đàn vịt đạt 98,5%. Vịt biển thương phẩm 50 đến 60 ngày tuổi đạt trọng lượng trung bình 2,5 đến 2,8 kg một con. Tiền lãi thu về bình quân 30 đến 40 ngàn đồng một con. Vịt biển có ưu điểm là khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, chống chịu với dịch bệnh, phù hợp với hình thức chăn nuôi theo hướng kết hợp nhốt thả. Chất lượng thịt được người tiêu dùng đánh giá hơn hẳn giống vịt siêu thịt đang nuôi đại trà. Trong thời gian tới, huyện đoàn Quảng Ninh tiếp tục có chính sách hỗ trợ, nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị từ khâu chăn nuôi đến bao tiêu sản phẩm, tạo thương hiệu vịt biển gắn liền với vùng biển Hải Ninh, từng bước giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài huyện. Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hòa Hợp, huyện Minh Hóa đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng cây thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã Hòa Hợp đã có 26 hộ phát triển mô hình trồng thanh long mang lại thu nhập từ 10 đến 80 triệu đồng mỗi năm. Theo định hướng chung của xã Hòa Hợp, cây thanh long sẽ dần thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Thời gian tới, chính quyền xã Hòa Hợp sẽ tạo mọi điều kiện để bà con được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời mong muốn có các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để nông dân an tâm sản xuất. Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời chống sạt lở đất trong mùa mưa bão, huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo cả đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm Học Điền, Thạch Bàn và kè chống sạt lở kênh Hỏi Chợ, Lộc Hà, xã An Thủy. Trạm bơm Học Điền, Thạch Bàn, xã An Thủy vừa được xây mới là trạm bơm tưới tiêu kết hợp đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp của xã An Thủy và khu vực lân cận. Để đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ, xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn cho công trình khi có lũ xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống lụt bão, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ 2018. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc công trình cầu tràn Lạc Thiền nối xã Minh Hóa và xã Tân Hóa của huyện Minh Hóa bị chậm tiến độ thi công và bàn giao công trình, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sản xuất và giao thương hàng hóa của người dân. Phóng viên thời sự đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu sự việc. Công trình cầu tràn Lạc Thiền giai đoạn 2 thuộc dự án đường từ quốc lộ 12A, đoạn đi qua xã Minh Hóa, nối Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật vào ngày 31 tháng 6 năm 2016. Tổng mức đầu tư của dự án gần 4,9 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án do Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu và thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Quang Trương ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Theo hợp đồng ký kết, công trình chính thức khởi công vào tháng 7 năm 2017, thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng. Tuy nhiên, đến nay, dù đã hết hạn thực hiện hợp đồng gần 4 tháng, nhưng công trình cầu Lạc Thiền vẫn chưa hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng đến chương trình phát triển du lịch của địa phương. Bởi Tân Hóa là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm. Công trình thì có thì lâu rồi, khoảng hơn một năm rồi mà chưa tiến độ thì cũng chưa thành xong được. Công trình này thì đối với dân xã Tân Hóa chúng tôi rất quan trọng, vì là đi lên thì chủ ông là mua lòng bàn với là đi các việc khác về nơi qua cái cầu đó, nên là nếu mà cầu nữa mà không đi được là rất khó khăn. Cũng rất tin tưởng vào cái cầu đó để từ trung tâm xã đi ra dịch huyện, đặc biệt là thầy cô học sinh cấp 3 đi lại học tập. Tuy nhiên vừa rồi thì không biết nguyên nhân lý do gì, nhưng mà nói như vậy là chúng tôi đoán sẽ chậm, mà chậm thì dần đến đặc biệt cái mùa khô thì không sao cả, mà mùa lụt sắp tới rồi là chắc chắn đi lại rất là khó khăn đối với giáo viên, với cán bộ công chức, rồi là học sinh từ xã đi học đến trung tâm cấp 3 ở trên huyện đó. Thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường, dầm cầu đã được đổ bê tông, nhưng thành cầu, mặt đường và một số hạng mục công trình khác vẫn chưa hoàn thành. Không có các biển hạn chế tốc độ và cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua khu vực trên. Một vài phương tiện, máy móc của nhà thầu vẫn đang ì ạch thi công. Tiến độ chỉ đạt khoảng 80%. Thời tiết năm vừa qua mưa nhiều quá, không có một cái giai đoạn nó cũng nghỉ chờ cái đất, kiểm tra cái chất đất để đắp cả đất đắp nền á, cho nên cũng chờ một thời gian. Bây giờ bắt đầu triển khai lại, đơn vị cũng đã vun máy móc thì sẽ cũng để mọi
thứ là đất đập đất thì cũng làm mất đường. Nguyên nhân chính được nhà thầu đưa ra để lý giải cho việc chậm trễ tiến độ thi công là do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Ngoài ra, đơn vị đại diện chủ đầu tư và trực tiếp giám sát công trình là Ban Quản lý các dự án kinh tế miền núi huyện Minh Hóa cũng thiếu sự quan tâm, đốc thúc để đẩy nhanh tiến độ công trình, nhất là khi mùa mưa lũ đang cận kề. Ban cũng thường xuyên giám sát, nói chung thì nhà thầu thi công thì khi mà trời nở thì có giám sát 24/24. Với lại khi mà tiến độ mà nó chậm đi so với hợp đồng thì bên chủ đầu tư cũng có văn bản, vẫn biết là do thời tiết nhưng mà mình cũng đốc thúc á, để mà khi mà trời mà nắng lên thì tranh thủ để làm. Nếu như trời nắng bây giờ từ giờ mà nó nắng nó thuận lợi thì sẽ làm xong được tháng 9. Nhà thầu thi công họ cũng đã hứa với đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư như thế. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ đang đến rất gần và nếu như công trình cầu Lạc Thiền không hoàn thành trước mùa mưa lũ thì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến giao thương, đi lại và sản xuất của người dân cũng như đường đến trường của các em học sinh mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công trình. Vì vậy người dân địa phương đang rất mong chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết của mình để công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 107,6 độ kinh đông, cách Nam Định 130 km, cách Thanh Hóa 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Từ đêm nay 16 tháng 8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sau đó, bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 104,8 độ kinh đông trên khu vực Thường Lao. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Huyện đảo Cô Tô, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển trên Vịnh Bắc Bộ cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, toàn bộ vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Vĩ Tuyến, 18,5 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Thời tiết khu vực Quảng Bình trong 24 giờ tới, trên đất liền, trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, khu vực ven biển cấp 3, cấp 4. Trên biển, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1m25 đến 2m25, biển động. Bây giờ là những thông tin thời tiết, đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực Phong Nha trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 28 đến 32 độ, độ ẩm từ 73 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%. Khu vực thị trấn Quán Hào trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 72 đến 94%. Khu vực thị trấn Kiến Giang trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 71 đến 95%.
Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau giảm dần. Độ cao sóng từ 1,25 đến 2,25 m, biển động. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2018, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 98%.